Chào anh Nhật, Điện xin chào tất cả các bác. Em mới về được chiếc máy lọc khí Daikin cột cực đẹp các bác nhé. Mẫu mã mới rất sang trọng của Daikin. Một cái chiếc Daikin cột hình vuông, nó cao vào khoảng hơn 60 phân. Khoảng 60 phân các bạn. Đấy. Hình vuông hơn một gang tay. Đây là cái mẫu mới của Daikin. Hiện tại họ đang sản xuất cái chiếc này thì tem mác cho các bác xem, sản xuất năm 2018 này. ACK55UW58W thì mình dùng cho phòng khoảng 40m2 đổ lại nhé. 2018 series máy C005416 này. Đây là một cái mẫu Daikin cột đang rất được ưa chuộng. Đây. Dễ sử dụng, mẫu mã đẹp. Trên máy thì các bác nhìn thấy bảng điều khiển nó dễ sử dụng thôi. Công nghệ dimmer, khử khuẩn, báo phần trăm độ ẩm. Đây, độ ẩm đang trên 70% nhé. Các cái tốc độ quạt, tốc độ lọc khí đấy. Đây là báo ẩm, báo bụi mịn 2.5 PM. Các cái cấp độ bù ẩm khác nhau. Mã số 1. Hình thức còn khá là đẹp các bạn ạ. Đây là bên này là phần bình nước này, các bạn này, bình nước bù ẩm nhá, màng tạo ẩm này còn rất đẹp luôn. Trong này là màng than này. Đấy, mới lắm ạ, HEPA các bạn này, mới tinh luôn nhá, đẹp luôn này. HEPA rất mới nhá. Mà còn Daikin cột đẹp. Đặc biệt giá thì cũng khá là hợp lý các bạn. Cái chiếc này em bán là 2.9 triệu nhé. 2.9 triệu là đầu biến áp điện 220V rồi, bảo hành 1 năm. Đấy. Dùng cho phòng khoảng, đây là cái phần lưới thô của nó. Dùng phòng khoảng 40m2 đổ lại, để sử dụng đẹp. Đặt trong nhà có các bác rất sang trọng, khử mùi, diệt khuẩn, bù không? Mã mới đẹp nhé, giá 2.9 triệu, bác nào lấy các ba lô cho em nhé. Chào các bác.